Xin chào, chào mừng tất cả các bạn. Bản tin công nghệ hot đã quay trở lại đây. Và trong bản tin hôm nay thì sẽ mang đến cho các bạn những tin tức sau đây. Vingroup chính thức công bố 4 mẫu smartphone Vsmart. Huawei P30 Pro sẽ có 5 camera sau và màn hình nốt ruồi. Tiếp tục rò rỉ ảnh thiết kế rõ nét của Huawei Nova 4. Và chiều ngày hôm nay thì Vingroup đã tổ chức một sự kiện vô cùng hoành tráng để ra mắt 4 mẫu smartphone đầu tiên của mình. Trong đó, smartphone Vmax Active sẽ có giá tầm trung, còn Vsmart Joy là phiên bản giá rẻ. Bên cạnh phần cứng, phần mềm sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng trên smartphone của Vsmart. Cụ thể hơn, Vsmart sẽ chạy VOS, giao diện riêng tùy biến dựa trên nền tảng Android. Vsmart Active 1 sở hữu phong cách thiết kế 47 với mặt lưng bằng kính, cụm camera đặt dọc, cảm biến vân tay và đặc biệt là logo Vsmart cách điệu. Mặt trước máy có thiết kế khá đơn giản, không chạy theo xu hướng tai thỏ, màn hình phổ thông không đi theo phong cách tràn viền. Dãy phím điều hướng được đặt bên trong màn hình. Có thể Vsmart Active 1 sẽ hỗ trợ thêm cử chỉ thông minh. Đối với phiên bản nâng cấp, Vsmart Active 1 cộng sẽ có thiết kế tai thỏ, màn hình kích thước lớn và tràn viền. Vsmart Joy 1 là mẫu giá rẻ nhất với mặt lưng được làm bằng nhựa, cụm camera đơn được thiết kế cách điệu với đèn flash giúp tạo điểm nhấn ở mặt sau. Phiên bản cao cấp hơn là Vsmart Joy 1 cộng sẽ được nâng cấp về màn hình với kích thước lớn 6.2 inch, tỷ lệ màn hình 19:9 với diện tích hiển thị khả dụng 80%. Đặc biệt hơn, phong cách thiết kế tai thỏ sẽ là điểm nhấn trên thiết bị này. Gần đây nhất thì Benjamin Gaskin đã mang đến cho chúng ta những tiết lộ thú vị về thiết kế của chiếc Huawei P30 Pro. Dựa trên một số lời đồn đoán về hình ảnh được cho là ốp lưng của P30 Pro, leaker quen mặt Benjamin Gaskin đã vừa đăng tải một bức ảnh concept về chiếc Huawei P30 Pro. Theo đó, Huawei P30 Pro sẽ có đến 5 camera sau, với 4 camera xếp thành một hàng dọc và một chiếc camera còn lại được đặt cạnh bên cùng với đèn flash LED. Tin đồn về 5 camera còn có cơ sở, khi Huawei từng khiến mọi người bất ngờ với chiếc P20 Pro 3 camera sau. Về phần màn hình, Benjamin Gaskin tạo ra hai concept, một là màn hình giọt nước quen mặt và hai là màn hình khoét lỗ cho camera trước. Mọi người vẫn không tin lắm vào một Huawei đục lỗ, lý do là vì chiếc P30 Pro mới vẫn sẽ sử dụng màn hình LCD và điều này là không thể. Tuy nhiên, nếu lật lại vấn đề, Huawei sẽ ra mắt Nova 4 với màn hình khoét lỗ như vậy vào ngày 17 tháng 12 sắp tới, cho nên khả năng họ làm điều tương tự cho flagship của mình là hoàn toàn có thể. Smartphone Huawei với 3 camera sau và màn hình đục lỗ sẽ được ra mắt trong một vài ngày tới. Và gần đây nhất thì những hình ảnh chi tiết nhất của sản phẩm này cũng đã được tiết lộ. Chúng ta có thể thấy Huawei Nova 4 có một lỗ khoét ở góc bên trái. Dựa vào những hình ảnh này, có thể nhận định rằng kích thước của chiếc lỗ trên Nova 4 nhỏ hơn của Galaxy A8s. Tuy nhiên, cầm dưới của chiếc smartphone này vẫn còn khá dày. Trong khi đó, mặt lưng của Huawei Nova 4 được làm bằng kính, có cụm 3 camera xếp dọc và đèn flash LED ở phía dưới khá quen thuộc. Cảm biến chính của cụm 3 camera sau trên Nova 4 sẽ có độ phân giải là 48 MP, sử dụng cảm biến EMX586 cao cấp của Sony, có cảm biến vân tay được đặt ở chính giữa. Và vừa rồi là toàn bộ những thông tin trong bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo nhé.